hiện thân của năng lượng. Kim ngọc hiện thân của lửa. Kim hồng hiện thân của ánh sáng. Hải nam hiện thân của cá mập đại dương. Bốn anh em siêu nhân. Wow. Tôi không có sợ ba cái người đầu, mà tôi sợ con cá mập cuối cùng. Hiện thân của cá mập đại dương. Bận đồ siêu nhân luôn đó hả? Có đầu tư nghe, ta thích cái sự có đầu tư này. Chịu. Một tràng vỗ tay cho siêu nhân. Rồi giờ giới thiệu lại cho anh nghe coi công việc của mình là gì. Mời em trai đầu tiên. Em tên là Thế Bảo, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành marketing. Em tên là Kim Ngọc, em mới tốt nghiệp trường sân khấu. Xin chào anh và mọi người, thì em tên là Kim Hồng, em làm về thời trang. Dạ, em chào anh và tất cả mọi người ở đây ạ. Em tên là Châu Hải Nam, thì công việc hiện tại của em hiện tại là một chuyên viên tư vấn về ngành thẩm mỹ ạ. Cảm ơn các bạn, đó là đội siêu nhân. Và đối thủ của đội siêu nhân ngày hôm nay cũng là những bạn trẻ rất là cá tính, rất là năng lượng. Nhưng mà họ chọn cho mình một cái tên rất là dễ thương, rất là xì tin. Xin mời đội giao tay. Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ, màu hoa tím Đà Lạt sương phủ mờ. Ô dâu nè mọi người ơi, em bán dâu á 100.000 một ký lận á mọi người. Mọi người mua ủng hộ em nha. 20.000 một ký nha, 20.000 một ký thôi. Em bán dâu rẻ hơn, 20.000 một ký mua đi. Giao tay 10.000 một ký, 10.000 một ký, quẹ lượng, quẹ lượng, quẹ lượng. 10.000 một ký cho bà con quẹ lượng nha. Giờ muốn làm sao? Muốn gì? Muốn sao? Muốn gì? Đi ra đi chỗ người ta. Đi ra muốn lộn lộn. Mấy bạn ơi, mấy bạn, mấy bạn làm mình sợ anh ơi. Sợ anh ơi, cứu em sợ anh ơi. Em có làm gì đâu, em phá giá em bán 10.000 ký vô tay mà. Vẫn là vừa. Tự nhiên xà ra buôn bán tưởng cái chợ chòm hổm không đó. Không, tụi em là hội tiểu thương bán dâu. Bán dâu, bán dâu. Rồi giờ từng trái dâu một giới thiệu cho anh nghe coi. Dạ rồi, chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Đăng Nguyên và hiện tại công việc là ca sĩ tự do. Ca sĩ hàng chi mới mở màn là hát liền câu vậy đó. Dạ, em tên là Khánh Linh ạ. Em đang theo diễn viên. Dạ, em tên là Vao Hồ, hiện tại em đang làm người mẫu và là stylist. Dạ, em là Khương Đại Vệ, hiện giờ thì em đang làm diễn viên tự do. Bên đây có hai diễn viên, bên đây có cũng hai diễn viên luôn ha, coi như là ngang tài ngang sức với nhau. Và bây giờ anh sẽ giới thiệu cho các em hai đội trưởng của các em. Họ sẽ là những người đầu tàu, là những người thủ lĩnh để vạch ra chiến lược đưa đội mình đến với thành công. Đội trưởng của đội siêu nhân sẽ được chào đón ca sĩ Hồ Việt Trung. Kính thưa quý vị, em là đội trưởng của đội siêu nhân, hiện thân của nhà tiên tri thế giới. Đó, 5 anh em nhà siêu nhân. Còn bên đây 4 trái dâu tay rồi. Bây giờ cần phải thêm một cái trái dâu tay làm thủ lĩnh nữa. Hãy cùng gặp gỡ với diễn viên Thiên Nga. Mọi người, mình là Thiên Nga và đây là trái dâu tây nhưng mà ở Hàn Quốc. Tự nhiên mình dòm nguyên một đội hình, con bé Nga nó tràn lắm, cái nó sáng được cả bầu trời vậy đó. Về cái phần nhìn á là có bộ người ta có vẻ lấn lướt hơn mình chút xíu, bởi vì người ta chọn cái trang phục màu trắng, màu hường, nhìn có vẻ bắt mắt. Nhưng cuộc chơi này nó không phải chỉ ở cái phần nhìn, nó ở cái chiều sâu. Dạ đúng. Chiều sâu kiến thức, chiều sâu trí tuệ. Cho nên tất cả các bạn phải đồng lòng hợp lực với nhau để đưa ra những đáp án đúng, chọn những vị trí đứng chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng thi đầu tiên của chọn đâu cho đúng, chiến thắng hay ra về tay trắng.
Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt ở vòng đầu tiên của chọn đâu cho đúng. Vòng này có tên gọi là đâu mới đúng. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay với vòng 1. Ai, đội nào sẽ tình nguyện thi trước, siêu nhân hay dâu tây? Em xin tình nguyện. Nhường cho dâu tây. Bản lĩnh đàn ông của em ở đâu? Đàn ông phải chứ, tự nhiên không kỳ vậy à? Ủa vậy mà nó đàn gì? Đàn gì? Nè, đây là con gái. Mình phải chỉ đây đàn ông mà nó đàn gì? Đây là con gái. Ok, sao lạc được không? Trời ơi. Rồi, siêu nhân vào vị trí. Mình là siêu nhân mà đúng không? Mình phải mạnh mẽ, mình phải ra quân đầu tiên cho bên kia người ta sợ mình chứ. Mời các bạn sẵn sàng để xem năm đáp án của chúng ta như thế nào. Xin mời. Mi sói, Phan Hải, Ánh Dương, Thế Chột, Lê Thành. Thấy đáp án này các em nghĩ đến câu hỏi nó sẽ liên quan tới cái gì? Phim truyền hình. Phim truyền hình, chính xác. Mời các em quay ra phía sau. Đây là câu hỏi. Những nhân vật có trong bộ phim truyền hình Người Phán Xử Thời Gian bắt đầu. Rồi quay lại. Trừ Mi Sói với Ánh Dương thôi, còn lại chạy về hết ạ. Đi đâu? Ánh Dương. Trừ Mi Sói với Ánh Dương. Trừ Mi Sói với Ánh Dương. Nhắc nhắc tùm lum vậy. Trời ơi, cái xác đẻ chết anh ơi. Ở đây chắc ao. Chắc không? Ủa tại sao vậy? Ủa sao? Chết rồi. Chạy qua đây anh ơi. Anh qua bảo vệ cho đội trưởng. Phan Hải chạy qua Phan Hải một người đi, không phải chọn Mi Sói. Phan Hải một người, đừng có chọn Mi Sói. Tại sao chia ra hết bạn vậy? Đúng rồi. Chia đi. Rồi. Đúng rồi. Các bạn đã chọn đứng vào ba vị trí, nhưng mà anh thấy dường như là chỉ có cái bạn gái đứng ở vị trí Lê Thành nè là cái người có coi phim này, cho nên em đã điều động tất cả mọi người đứng vào những cái vị trí mà em nghĩ rằng đó là những nhân vật có trong bộ phim Người Phán Xử, phải vậy không? Dạ em không có coi Người Phán Xử, em coi Hái Kim loại trừ ra. Hợp lý, dùng phương pháp loại trừ. Em coi Hái kia là Hái gì? Dạ Mi Sói thì nằm trong Quỳnh Búp Bê, còn Ánh Dương thì nằm trong Về Nhà Đi Con. Bạn ấy đang dùng cái phương pháp loại trừ. Còn bên này sao Trung? Anh thấy là em là chạy một cách hoảng loạn đó. Em từ bên kia em sàn qua bên đây, em sàn qua bên đây là sao? Ê đứa nhỏ nó giặt đi đâu đi đó anh ơi. Sao kỳ vậy? Em cũng có làm phim, em cũng có đóng phim mà. Không lẽ em không có quan tâm tới phim truyền hình Việt Nam? Dạ cũng có coi anh, nhưng mà tại vì lúc đó bé nó kêu em quán của em chạy đại. Hao bên đây cũng chạy loạn nữa nè. Sao? Em thì không có coi phim này nhưng mà em nghĩ là có nhân vật Mi Sói. Em suy nghĩ như vậy thì em lúc đầu tiên em chạy qua bên này. Nhưng mà bạn Ngọc kia thì điều tôi em chạy qua bên rồi, này. Rồi còn em sao Bảo? Em tin chị gái của em. Em tin vào chị ấy cho nên từ bên kia em sàn qua bên đây. Dạ chị ấy mà hại. Chết chị ấy. Không, đương nhiên là không có cái định mà hại nhau đâu. Bởi vì khi mà nếu như cô ấy có định hại em thì có nghĩa là cô ấy đang tự triệt hạ đội của mình. Em chỉ biết chị Mi Sói thôi. Biết chị Mi Sói thôi. Chị Mi Sói phim gì? Dạ Quỳnh Búp Bê. Ủa sao đứng đó? Dạ hồi nãy em đứng ở đây em chung em ôm anh đó anh xong rồi cái tự nhiên chỉ kêu em chạy em chạy theo, thấy không? Bị quán á, bị quán tính á anh, bị quán rất là run luôn anh. Trời ơi, nhưng mà loại trừ đúng hay sai chắc gì cô ấy nhớ đúng. Và bây giờ anh nhắc luôn hai đội ha, chúng ta cứ chạy vào rồi chúng ta không biết mình chạy vào đâu, sau đó mình nhìn lên mình không thấy cái chữ gì hết, rồi mình bị quán, ai ngoắt mình cũng lại, ai kêu mình cũng tới là coi chừng mình sai nha. Bây giờ anh sẽ công bố từng đáp án một. Anh sẽ công bố đáp án Mi Sói và Phan Hải. Đó là cái vị trí mà hai em trai ban đầu đứng, sau đó mới bỏ chạy qua bên đây. Trời đất ơi, hai đứa nắm tay nhau giống như chuẩn bị công bố hoa hậu vậy đó. Mi Sói hay Phan Hải? Thấy thương quá. Oh. Yeah. I love you. Trời ơi Trung ơi Trung, Hồ Diệt Trung, đội em đội siêu nhân Trung ơi. Mà cái kết sắt nó chuẩn bị xa xuống có người nữ. Sợ anh, sợ nhốt tụi tội. Sợ hả? Thì ít ra nhiều siêu nhân người ta sợ, người ta phải wow hay gì đó không có. Anh nghe một cái âm thanh no. Cái âm thanh nó mỏng dánh vậy đó. Nhưng vào sau cũng chúc mừng hai em. Tiếp theo anh sẽ công bố vị trí của Lê Thành. Em là cái người giống như là em điều động mọi người luôn á em gái. Mà bây giờ lỡ em mà chọn sai cho nó kỳ lắm luôn. Lê Thành đúng hay sai?
đúng, đúng chắc rồi. Yeah, yeah, yeah. Đội trưởng Hồ Việt Trung đang đứng ở đó. Nếu như chiếc két sắt nó rơi xuống đồng nghĩa với việc các bạn sẽ mất đi số tiền thưởng là 10 triệu đồng. Chỉ còn một đáp án đúng mà thôi. Cái nào đúng, cái nào sai? Xin mời. Mừng các bạn, mời các bạn về chỗ. Hay quá em ơi. Trời ơi. Siêu nhân. Như vậy là đội siêu nhân đã mang về cho mình số tiền thưởng là 5 triệu đồng. Yeah.